Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng phát ra vô biên sự quý báu của đại công đức, thì như vậy gọi là tam ma địa bảo tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa xả huyên chánh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này xả bỏ các thứ tranh cãi huyên náo trong thế gian, thì như vậy gọi là tam ma địa xả huyên chánh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phiêu tán? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này làm tiêu tan tất cả pháp chấp về đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa phiêu tán. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phân biệt pháp cú? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng khéo léo phân biệt pháp cú của các định, thì như vậy gọi là tam ma địa phân biệt pháp cú. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa quyết định? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với pháp đẳng trì đều được quyết định, thì như vậy gọi là tam ma địa quyết định. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô cấu hạnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng phát ra vô biên hạnh thanh tịnh thủ thắng, thì như vậy gọi là tam ma địa vô cấu hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tự bình đẳng tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chứng đắc tướng bình đẳng các danh tự đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa tự bình đẳng tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa ly văn tự tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì chẳng thủ đắc một chữ, thì như vậy gọi là tam ma địa ly văn tự tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đoạn sở duyên? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này dứt hết cảnh tướng sở duyên của các đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa đoạn sở duyên. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô biến dị? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy có tướng biến dị của các pháp, thì như vậy gọi là tam ma địa vô biến dị. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô phẩm loại? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy tướng phẩm loại sai khác của các pháp, thì như vậy gọi là tam ma địa vô phẩm loại. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhập danh tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này ngộ nhập thật tế danh tướng của các pháp, thì như vậy gọi là tam ma địa nhập danh tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô sở tác? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, tất cả việc làm đều dừng nghỉ, thì như vậy gọi là tam ma địa vô sở tác. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhập quyết định danh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, ngộ nhập danh tự quyết định của các pháp đều không có sở hữu, chỉ giả bày ra, thì như vậy gọi là tam ma địa nhập quyết định danh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô tướng hành? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, đối với tướng các định đều không có sở đắc, thì như vậy gọi là tam ma địa vô tướng hành. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đi ế ám? Thiện hiện, nếu khi an trú trong tam ma địa này, sự che khuất của các định đều trừ hết, thì như vậy gọi là tam ma địa đi ế ám. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cụ hành? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này ở trong việc hành định, tuy thấy mà chẳng thấy, thì như vậy gọi là tam ma địa cụ hành. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bất biến động? Thiện hiện, nếu khi an trú trong tam ma địa này, đối với các đẳng trì chẳng thấy biến động, thì như vậy gọi là tam ma địa bất biến động. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa độ cảnh giới? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này vượt lên cảnh giới sở duyên của các đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa độ cảnh giới. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tập nhất thiết công đức? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng tập hợp công đức có được của các định, đối với tất cả pháp không có ý tưởng tập hợp, thì như vậy gọi là tam ma địa tập nhất thiết công đức. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô tâm trụ? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các định tâm không chuyển không đọa, thì như vậy gọi là tam ma địa vô tâm trụ. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa quyết định trụ? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các định tâm tuy quyết định an trụ nhưng biết rõ ràng tướng của nó chẳng thể nắm bắt được, thì như vậy gọi là tam ma địa quyết định trụ. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tịnh diệu hoa? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này
khiến các đẳng trì đều được thanh tịnh, trang nghiêm sáng rõ, giống như hoa quý, thì như vậy gọi là tam ma địa tịnh diệu hoa. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cụ giác chi? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến tất cả định đối với bảy chi giác ngộ mau được viên mãn, thì như vậy gọi là tam ma địa cụ giác chi? Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô biên biển? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này ở trong các pháp được biện tài vô biên, thì như vậy gọi là tam ma địa vô biên biển. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô biên đăng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với tất cả pháp đều có khả năng chiếu rõ, giống như cây đèn sáng, thì như vậy gọi là tam ma địa vô biên đăng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô đẳng đẳng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các đẳng trì đạt được bậc cao nhất, thì như vậy gọi là tam ma địa vô đẳng đẳng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa siêu nhất thiết pháp? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với pháp ba cõi đều khả năng siêu vượt, thì như vậy gọi là tam ma địa siêu nhất thiết pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa quyết phán chư pháp? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thấy các thắng định và tất cả pháp vì các hữu tình phân biệt rõ ràng, thì như vậy gọi là tam ma địa quyết phán chư pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tán nghi? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì và tất cả pháp có nhiều nghi ngờ đều có thể dẹp tan, thì như vậy gọi là tam ma địa tán nghi. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô sở trụ? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy các pháp có chỗ an trụ, thì như vậy gọi là tam ma địa vô sở trụ. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhất tướng trang nghiêm? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy các pháp có hai tướng, thì như vậy gọi là tam ma địa nhất tướng trang nghiêm. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa dẫn phát hành tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì và tất cả pháp tuy có khả năng dẫn phát các thứ hành tướng nhưng hoàn toàn chẳng thấy cái khả năng dẫn phát, thì như vậy gọi là tam ma địa dẫn phát hành tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhất hành tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thấy các đẳng trì không có hai hành tướng, thì như vậy gọi là tam ma địa nhất hành tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa ly chư hành tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thấy các đẳng trì hoàn toàn không có hành tướng, thì như vậy gọi là tam ma địa ly chư hành tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa diệu hành? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các đẳng trì tuy khỏi các thứ hạnh thủ thắng vi diệu nhưng không có sự chấp trước, thì như vậy gọi là tam ma địa diệu hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đạt chư hữu để viễn ly? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì và tất cả pháp chứng đắc trí thông đạt, đắc trí này rồi đối với các pháp hữu thông đạt viễn ly, thế như vậy gọi là tam ma địa đạt chư hữu để viễn ly. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này ngộ nhập tất cả pháp tam ma địa mượn lời nói trình bày mà không có sự ỷ thị, thì như vậy gọi là tam ma địa nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa kiên cố bảo? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng dẫn phát vô biên điều quý báu của công đức thù thắng vi diệu không thối chuyển không tan hoại, thì như vậy gọi là tam ma địa kiên cố bảo. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này ở trong các pháp không có sự thủ trước vì tất cả pháp lìa tánh tướng, thì như vậy gọi là tam ma địa ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa điểm diệm trang nghiêm?